Cũng trong sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà, đợt dịch vừa qua, toàn phường có 27 F0, 65 F1, 56 F2, 35 F liên quan, chủ yếu liên quan đến chợ đầu mối và cảng cá Thọ Quang. Ngay sau khi phát hiện, phường đã tập trung, truy vết, khoanh vùng và cách ly các trường hợp liên quan. Đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế, đồng thời thực hiện 7 đợt xét nghiệm đối với đại diện hộ gia đình, lực lượng trực chốt, ngư dân, shipper đảm bảo độ phủ 100% hộ gia đình và những người tạm trú trên địa bàn. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, đến nay, phường Xuân Hà được công nhận là vùng xanh của thành phố. Cũng đến thời điểm này, phường đã thực hiện tiêm chủng mũi 1 cho trên 1.440 người trong độ tuổi từ 18 đến 65, hơn 300 người trong ban điều hành khu dân cư, 750 người trên 65 tuổi không có bệnh nền và 200 người trên 65 tuổi có bệnh nền. Vì thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng,